Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên đầm vịnh ở các địa phương ven biển Nam Trung Bộ là nghề mang lại lợi ích kinh tế rất lớn với các loại thủy hải sản có giá trị cao và được thị trường ưa chuộng như tôm hùm, cá mú, cá bớp, vân vân. Tuy nhiên, do nghề này phát triển nóng nên các đầm vịnh dần bị quá tải, môi trường nước bị ô nhiễm. Chính vì vậy, việc đa dạng hóa các đối tượng nuôi, đặc biệt là các loài nhuyễn thể có giá trị kinh tế cao, vừa có tác dụng làm sạch môi trường nước, được xem là hướng đi mới trong phát triển nghề nuôi thủy sản lồng bè ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ theo hướng bền vững. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích cụ thể hơn trong chuyên mục phát triển thủy sản bền vững hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tỉnh Khánh Hòa có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên biển. Đầm Nha Phu nằm giữa vịnh Cam Ranh và vịnh Vân Phong, có tổng diện tích mặt nước hơn 4.000 hecta. Đây là khu vực có nước sâu, kín gió, do có hệ thống đảo ven bờ che chắn, khí hậu ôn hòa, ít có gió bão nên rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi thủy sản lồng bè. Nhận thấy tiềm năng của giống hậu Thái Bình Dương thích hợp với điều kiện tự nhiên trên đầm Nha Phu, từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn Hầu Thái Bình Dương Nha Trang đã vận động người dân tham gia sản xuất. Sau một thời gian, nghề nuôi hầu đã đem lại cho bà con nguồn thu nhập khá. Với những ưu điểm như dễ nuôi, vốn đầu tư ít, khả năng rủi ro thấp, giá trị kinh tế cao, hầu đã nhanh chóng được nhiều hộ gia đình chọn nuôi. Chỉ tính riêng khu vực đầm Nha Phu, sản lượng hầu đã lên tới 1.000 tấn trong một năm. Sau khi phát triển thành công giống hầu Thái Bình Dương, năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Hầu Thái Bình Dương Nha Trang tiếp tục phát triển dự án sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm tu hài quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa. Theo đó, dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo tu hài với quy mô hàng hóa 20 triệu giống cấp 1 một năm, bố trí thực nghiệm nuôi tu hài bằng hình thức rổ để đáy và lồng treo đạt năng suất nuôi 2 đợt tổng cộng 10 tấn trong một năm. Ngoài ra, dự án còn xây dựng một tổ liên kết 10 đến 15 hộ có đủ trình độ kỹ thuật nuôi thương phẩm tu hài. Qua thực tế nuôi trên đầm Nha Phu, nhiều hộ dân đánh giá tu hài là đối tượng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế rất cao nếu thời tiết ổn định, với mức giá dao động từ 300 đến 400 ngàn đồng một ký, doanh thu có thể đạt từ 300 đến 400 triệu đồng một vụ 8 tháng. Nói chung là nuôi này nó đạt thì nó phát triển kinh tế về gia đình nhiều hơn. Cái này nó là nuôi giá thương phẩm đấy thì nó là 350 một ký, hơn nhiều các thương phẩm khác. Giá cả thương phẩm thì nó cũng ổn định, thì mình nói chung là cũng một vụ thì cũng được 200-300. Con tu hài là một đối tượng có cái giá trị kinh tế rất là cao. Cái đầu tư con tu hài thì nó đơn giản và dễ nuôi. Yếu tố khí hậu ở Khánh Hòa và cái đầm Nha Phu rất là tốt để nuôi con tu hài. Nếu như điều kiện thuận lợi thì con tu hài là một đối tượng xóa đói giảm nghèo cho những cái hộ nông dân, những cái hộ nuôi trồng thủy sản với vốn đầu tư thấp. Nuôi một con tu hài thì mà bỏ ra một vốn tôi có thể là thuận lợi, có thể là sẽ được khoảng độ 70% lợi nhuận. Do có giá trị cao và nguồn lợi tự nhiên của tu hài đang ngày càng cạn kiệt nên nhu cầu tu hài thương phẩm từ nguồn nuôi ngày một gia tăng. Chính vì vậy, dự án sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm tu hài trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa được triển khai nhằm tạo ra nguồn giống tu hài đảm bảo chất lượng để cung cấp cho người nuôi. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ các hộ dân tham gia mô hình tổ liên kết nuôi tu hài thương phẩm tại đầm Nha Phu và vịnh Vân Phong, góp phần giải quyết việc làm cho ngư dân địa phương trong điều kiện nguồn lợi vùng ven bờ ngày càng cạn kiệt. Tôi có 200 mét vuông thôi, nhưng mà tôi cũng vẫn kiếm ăn được. Thì tôi là cũng có bè chọc, khi thẻ xuống trợ thì nó hoàn hảo. Một tháng bắt đầu nó bự lên bằng ngón tay, bắt đầu mình đưa ra. Rồi từ đó tới ngày hưởng luôn. Cái con tu hài này là một cái đối tượng nuôi rất có giá trị, và cái đầu ra của sản phẩm đối với con tu hài là giá rất là cao. Vì vậy nếu mà chúng ta đầu tư cái này mà đạt hiệu quả thì mang lại cái thu nhập cho người dân tương đối cao và thay đổi cái sinh kế cho người dân. Nuôi tu hài và hầu, người dân không phải tốn tiền mua thức ăn.
Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại tảo, sinh vật phù du có sẵn trong nước biển. Tu hài được nuôi trong khay thả đáy, còn hàu được nuôi cột vào bè và treo dàn trên khung bè cấm cố định. Thời gian nuôi từ con giống đến thương phẩm chỉ mất từ 4 đến 5 tháng, tỷ lệ sống của hai đối tượng đạt đến 80%. Với đặc điểm tu hài là đối tượng sống ở nền đáy, hàu sống ở tầng mặt nên nơi nuôi kết hợp hai đối tượng này trên cùng một diện tích, không chỉ làm sạch môi trường nước mà còn giúp tăng thêm lợi nhuận, giảm chi phí, giảm nhân công chăm sóc. Nuôi hàu mới lại nuôi tu hài thì mình kết hợp vào thì hàu nó cũng ổn định, giá cả thị trường nó ổn định. Kết hợp vào vừa hàu và vừa tu hài thì là xóa đói giảm nghèo rất nhiều cho dân. Mình vừa làm giống vừa làm thương phẩm, nuôi hàu cũng đạt mà nuôi tu hài cũng đạt. Đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng nghề nuôi nhuyễn thể hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn như nguồn lợi suy giảm, chất lượng con giống không ổn định dẫn đến tỷ lệ hao hụt cao. Nhiều nơi, nhiều vùng sản xuất sản phẩm không đảm bảo kích cỡ, mật độ thả nuôi quá nhiều dẫn đến việc tiêu thụ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu khiến tu hài và hàu chết hàng loạt, gây nhiều thiệt hại cho người nuôi. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập của nghề nuôi trồng thủy sản trên các đầm vịnh ở Khánh Hòa, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đó là quy hoạch chi tiết vùng nuôi, nâng cao ý thức, kỹ thuật nuôi, vệ sinh trong và ngoài vùng nuôi, thu gom rác thải, xử lý thức ăn thừa, tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị, chủ động được nguồn giống sạch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay ngoài vịnh Nha Trang có quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản, các đầm vịnh còn lại chưa có quy hoạch chi tiết, nên người dân gặp khó khăn trong việc xác định vùng nuôi. Cái vùng được quy hoạch rất là ít, mà bây giờ cũng rất muốn là có những cái chỉ đạo cụ thể của các ban ngành có liên quan. Cho bà con cụ thể là cái vùng nào là vùng được quy hoạch nuôi trồng và vùng nào không được quy hoạch nuôi trồng, để bà con có hướng đầu tư có tính lâu dài. Chúng tôi cũng đã kiến nghị tỉnh là quy hoạch cái vùng này là cái vùng nuôi, và hiện tại thì cũng đã được Ủy ban dân tỉnh là phê duyệt cái vùng nuôi này là nằm trong quy hoạch vùng nuôi của tỉnh Khánh Hòa. Và đồng thời là chúng tôi có phối hợp với các cái hội đoàn thể rồi cùng với các cái ngân hàng cho người dân, tạo điều kiện cho người dân, giúp cho người dân vay vốn để mà phát triển các cái mô hình này. Với hàng trăm bãi triều cùng hàng ngàn loài động vật thân mềm, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế lớn để phát triển nghề nuôi nhuyễn thể. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện diện tích nuôi nhuyễn thể của cả nước là khoảng 41.200 ha, sản lượng đạt khoảng 300.000 tấn một năm. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ là một trong những loại thủy hải sản xuất khẩu chủ lực của nước ta. Mục tiêu của ngành thủy sản là đến năm 2030, diện tích mặt nước nuôi nhuyễn thể của cả nước đạt 43-45.000 ha, sản lượng phấn đấu đạt 500-520.000 tấn, tổng sản lượng xuất khẩu trên 74.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 200 triệu đô la Mỹ. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, ngành thủy sản đặt mục tiêu giảm sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng. Chính vì vậy, phát triển nghề nuôi nhuyễn thể một cách bền vững không chỉ đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu thủy sản mà sẽ là yếu tố góp phần giảm cường lực khai thác hải sản trong thời gian tới. Giải pháp là mình phải là đầu tư cơ sở hạ tầng cho những vùng nuôi tập trung, đưa dân hết về những vùng đó, và là phân bổ người mỗi người dân là bao nhiêu có chừng trong cái vùng biên bờ cho người dân không có đủ khả năng tài chính để mà đầu tư cái vùng biển hở. Xây dựng những cái chuỗi giá trị khép kín từ khâu con giống cho đến khâu là xuất khẩu thị trường. Có như thế mới đảm bảo được bền vững cái vấn đề nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các đầm vịnh ở Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung đang đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thì việc phát triển các đối tượng nhuyễn thể vừa có giá trị kinh tế cao vừa bảo vệ môi trường, không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho ngư dân địa phương trong điều kiện nguồn lợi vùng ven bờ ngày càng cạn kiệt, góp phần giảm áp lực khai thác mà còn duy trì hệ sinh thái biển ven bờ theo hướng bền vững. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát triển thủy sản bền vững kỳ này. Cảm ơn quý vị và bà con đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.